với những người làm công tác xã hội thì cái nghiệp ấy đôi khi như là chất keo bền chặt gắn kết chính bản thân họ với xã hội này. Cùng với lòng thương mến, sự nhiệt huyết với công việc, họ trở thành một cầu nối mang ánh sáng đến với những mảnh đời bất hạnh. Đối với bà Vũ Kim Hồi, từng là nhân viên chuyên trách xóa đói giảm nghèo tại phường 13, quận 3, thì cái nghiệp ấy đã trở thành lẽ sống. Nhắc đến bà Vũ Kim Hồi, ngụ tại phường 9, quận Gò Vấp, thì hầu như ai cũng biết. Bởi lẽ người phụ nữ 60 tuổi này không chỉ hiểu được hoàn cảnh của nhiều người nghèo khó trong phường, mà bà còn thường xuyên tìm đến nhà từng gia đình, thăm hỏi, động viên để tìm cách giúp đỡ. Qua cái công tác, tôi nhận thấy rằng có nhiều gia đình nhà nghèo, chỉ vì nghèo thôi mà các em bỏ học dở dang. Rồi và tôi thấy rất là bức xúc với cái mà tôi cảm thấy rằng mình có cái nhiệm vụ phải làm thế nào vận động để cho có những người hiểu được cái việc hỗ trợ cho các em trong cái việc học thì sẽ giúp cho những gia đình nghèo này đỡ khó khăn. Nhưng bản thân gia đình bà cũng không phải là dư giả, thế là bà tìm đến những người bạn thuyết phục họ giúp đỡ các em. Năm 1997, bà thành lập Quỹ Khuyến học hỗ trợ học sinh nghèo. Ở đây có một số mạnh thường quân, mặt gián tiếp là bà Vũ Kim Hồi. Bà là người coi như là đã giúp đỡ cho trường rất nhiều trong cái thời gian qua. Thì với cái điều kiện như vậy thì rõ ràng cũng có thể giúp cho các cháu có một chút phương tiện để các cháu là coi như là có thể là coi như là chịu khó học hơn. Rồi cha mẹ các cháu cũng thấy là đó là cái trách nhiệm của nhà trường rồi đối với lại là bản thân của phụ huynh. Với người phụ nữ này, giúp đỡ những người bất hạnh dường như đã trở thành một niềm vui không thể thiếu. Sau khi về hưu, bà tình nguyện làm tư vấn tâm lý cho những người HIV giai đoạn cuối. Tâm hồn bà một lần nữa rung động khi chứng kiến những bệnh nhân còn rất trẻ đang thoi thóp, đau đớn, bám víu lấy những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đa số gia đình của các em cũng rất khó khăn, không có sự chăm sóc kỹ lưỡng thì khó mà có thể duy trì sự sống cho các em được. Càng xót xa bao nhiêu, bà lại càng quyết tâm bấy nhiêu. Năm 2003, bà thành lập Hội Giảng gia Bác ái xã hội để vận động mạnh thường quân giúp đỡ các em chữa bệnh cũng như lo mai chay an táng. Nhưng công tác của hội không chỉ dừng lại ở đó. Các em đây mà bị bệnh HIV á, thì các em có cái mặc cảm cao lắm. Nghĩa là không muốn ai nhìn thấy ai và không muốn mình là con người đang trong người mang cái bệnh HIV đó. Đâm các em rất là giấu. Nhưng nhờ cái sự yêu thương và đùm bọc của chị em chúng tôi thì cứ tự nhiên nó cứ khám phá ra. Rồi chúng tôi lại tới qua cái tình yêu đó, chúng tôi đã ôm ấp các em. Nhờ cô Hồi giúp đỡ đến thăm cháu, động viên, rồi cô khuyên, nhiều khi mình cũng buồn ấy. Mà nhờ cô an ủi động viên cho mình cố gắng, rồi cứ chăm cho cháu. Bây giờ cháu thấy cháu khả quan. Đối với các bệnh nhân HIV, cuộc đời thật ngắn ngủi biết bao. Thế nhưng với sự khát khao, niềm lạc quan vui sống, các em có thể sẽ vượt qua những lúc thập tử nhất sinh. Như em Nguyễn Cao Sơn là một ví dụ. Sức khỏe cháu giờ tương đối là hồi phục lại được khá nhiều. Chứ hồi trước là cháu có hồi mà kiệt lắm đó, là chỉ còn da với xương không đó, là đi không được đó, là còn có 30 mấy ký à. Mà bây giờ cháu kỳ vừa rồi cân lại là được 50 mấy ký rồi, 54 ký rồi. Thì cháu có thể chạy xe được, coi như là những việc lặt vặt ở nhà cũng làm được. Nhìn em Nguyễn Cao Sơn vui vẻ, hy vọng vào cuộc sống như thế này, chúng tôi càng nhận ra được cuộc sống thật ý nghĩa biết bao. Những người như bà Vũ Kim Hồi và các cô các chú trong hội không chỉ là cầu nối mang đến cho những bệnh nhân HIV giá trị vật chất, giá trị tinh thần, mà hơn hết chính là giúp các em hiểu được giá trị thật sự của cuộc sống này. Cá nhân tôi hiện thực của cô Hồi thì nói chung là cũng như một người mẹ, tôi coi thật sự giống như một người mẹ, chứ một người mẹ thứ hai, nhưng chưa, tôi thương cô Hồi hơn mẹ tôi nữa. Mong rằng xã hội nhiều người nhìn những người bệnh nhân và những gia đình nghèo với ánh mắt thương yêu và chia sẻ nhiều hơn.
chắc chắn khi làm như thế thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn nhiều và những người nghèo sẽ được an ủi. Là đã là năm thứ 8 có cái chương trình